Xin chào mọi người, hiện tại thì Cảnh Tê đã có mặt tại địa phận tỉnh Đắk Nông. Và ngay cái con đường rừng này, Cảnh Tê phát hiện ra được một ngôi nhà khá là âm u và ghê gợn luôn ấy. Và khi mà mình tìm hiểu được thì bà con ở đây có chia sẻ là ngôi nhà này có một cái câu chuyện mà khiến cho người ta mỗi lần đi ngang đây phải rùng mình. Thì câu chuyện ra sao, sự việc như thế nào? Mời mọi người hãy cùng theo chân Cảnh Tê đi vào bên trong để khám phá và tìm hiểu và nghe cái câu chuyện đáng sợ, rùng rợn khiến cho người dân đi ngang qua phải giật mình, thót tim. Mời mọi người cùng theo chân mình nha. Đây là tuyến đường Đắk Nông đi lên Kon Tum. Thì đây là lối mòn đường rừng của người dân đi là chủ yếu thôi. Và có những cái đoạn đường đan như thế này thì rất là hiếm luôn, vì hầu như là đi đất đỏ. Mọi người có thể nhìn thấy không? Đó, những cái đoạn đường mà có đất nè, hầu như ta đi á là gãy đi nương đi rừng thôi. Và đây là khu đồng bào sinh sống rất là nhiều. Và để mà người dân ở nơi đây xây dựng được một cái căn nhà mà hoành tráng như thế này thì người ta cũng đã nỗ lực rất nhiều để mà có thể xây dựng một cái căn nhà rộng lớn vì người dân đồng bào họ rất là chịu xuyên chịu khó luôn. Nhưng mà không may cho họ thì như mọi ngày, hai vợ chồng người đồng bào này đi làm, đi gãy, đi nương. Thì cái người con gái của họ thì cái lúc mà cô gái ấy gặp sự cố là 18 tuổi. Thì cũng như mọi khi đi học về thì cũng có một mình thôi, cha mẹ thì đi gãy, đi nương. Cho nên là chỉ có một mình thui thủi trong nhà. Thì cái ngày hôm đó là có một cái tình nguyện ấy đi ngang qua định xin điểu vào. Tại vì có một mình nè, thì bắt đầu là nổi thú tính lên, là bắt đầu là mằn thịt nhỏ luôn. Thì trong cái lúc mà dằn co này kia đồ á, thì cái cơn thú tính mà mọi người, để mà bịt miệng cái cô gái này lại, thì là phải dùng bạo lực và cái nói là bịt mồm, bịt miệng và đánh, rất là dã man luôn. Đây còn tập vở nè. Tập vở cô bé đó, đi học về này. Nghe bà con ở đây chia sẻ thì cái đôi giày này là cái đôi giày của cái cô gái ấy. Cô gái 18 tuổi đi. Thì căn nhà có một số thay đổi theo năm tháng. Nhưng mà có điều cái câu chuyện đó, nó khiến cho nhiều người đi ngang đây ám ảnh. Mà cái sự việc này xảy ra cũng khá là lâu rồi, chứ không phải mới đây. Nhưng mà hầu như là những người đi đường đi ngang đây đều rất là sợ. Ở đây là những đồng bào không ạ? Ở đây xuất hiện nguyên cái ổ mối luôn. Cái ổ mối rất là to. Còn người dân ấy, người ta vào vùng Tây người ta cúng ấy, người ta lấy đồ ta lắp lên. Còn đây bàn thờ này. Một cái người bình thường khi mà nổi thú tính lên nó đã kinh khủng lắm rồi. Đằng này á là lại là một cái người nghiện nữa. Ở bên trong khá tối cho nên là anh ta phải mở đèn. Đồ đạc quần áo. Hai vợ chồng này bỏ đi á thì cũng không có gom đồ đạc đi nhiều đâu. Cho nên là quần áo rồi mùng màn này kia rồi ngổn ngang hết. Đây là dép của người vợ. Đây đồ của người chồng, hai vợ chồng. Đấy, người vợ và người chồng. Nhặt cái là
ông bà này đi làm gãy làm nương mà lại để cho con mình đó ở bên ngoài. Đây cái phòng, đây là cái giường ngủ, xuất hiện hai ổ mối. Mà theo như bà con chia sẻ tới giờ cũng không biết hai vợ chồng nó đâu nữa, bỏ hoang luôn. Từ sau cái sự việc xảy ra thì đã không thấy hai vợ chồng đó nữa, không biết là có buồn quá và đi tà tà hay không. Tại vì hai chồng có người con duy nhất thôi, mà con mình bị như vậy thì không biết đau lòng quá, có nghĩ bạn quản hay không đó. Ở đây xuất hiện hai ổ mối ngay chỗ người con gái mà bị như vậy á, là có một mối trong đây, hai ổ mối nữa. Nhà rất là rộng, rất là dài. Đây nhà bếp nè. Khá là mù luôn. Nhìn cái máy này rất là hãi, vì đi qua đi lại sạch nó rớt ấy. Còn đây là cánh nhà bếp, nhà bếp cũng được xây luôn nha quý vị khán giả. Nhà bếp, nhà tắm. Nè, dụng cụ của các trò chơi. Các trò chơi tụ tập vào đây sử dụng những cái mà cái là tệ nạn. Không biết cái sự việc đó có làm cho người dân ám ảnh như thế nào thì Cảnh Tây không biết. Nhưng mà với Cảnh Tây đang đứng ở trong đây thì Cảnh Tây cảm thấy nhức đầu, vì căn phòng khá là hôi thối luôn. Một cái điều đáng nói ở đây là có một số thành phần dân chơi đã lợi dụng vào cái câu chuyện cũng như là căn nhà không có ai dám bén mảng tới để mà vào đây để mà sử dụng chất cấm. Nhà thì rất là ma mị, câu chuyện cũng rất là kinh hoàng. Nhưng mà từ nãy tới giờ thì Cảnh Tây chỉ cảm thấy nhức đầu về cái sự hôi thối của căn nhà thôi, chứ chưa có cảm nhận được những cái điều tâm linh gì. Cảnh thấy có kẹp tóc của bé 18 tuổi kìa, không biết nhắc tên bé không, bé có hiện linh cho mình cảm nhận được cái điều gì hay không. Đây cái vô con bé, mà không hiểu sao ba mẹ cho con bé ở cái giường chút xíu, còn ba mẹ ở làm sao. Và cái phòng này thì lại không ở, phòng này đem đi để quần áo, để tủ đồ, ở đằng sau là của ba mẹ.
rất là kỳ lạ luôn, không hiểu nổi luôn, không hiểu nổi luôn cái kiến trúc của cái suy nghĩ của ba mẹ sao xây, cảm giác là không có cái sự mà bà riêng tư ấy. Tại sao có phòng không ở mà lại đi ở với sao phòng trên tường này thì có những cái vệt như là những cái vệt máu, những cái vệt dấu tay vệt lên rồi, nhưng mà rất là ghê luôn. Nhưng có tiếng động như vậy nha. Nước gì hết không? Cái giường này khá là chắc chắn. Nó chỉ bị hư cái dạt giường thôi chứ cái giường còn rất là chắc. Rất là chắc đó nha. Ở đây có cái cột này để cái chi. Tiếng gì ta? Tiếng gì? Tiếng giống tiếng hình như tiếng con chim hay con gì á, nó cỡ 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 á. Ở đâu nhỉ? Đi làm sao thì nghe tiếng trước, còn đi làm trước thì nghe tiếng sao? Thì nghe sao đi vòng ra ngoài xem còn nghe không, nếu mà bên ngoài vẫn nghe là hai tiếng chim. Đây có cái ổ mối, ổ mối này thì cây cây trên cửa ai ai ấy cái cây ngang mà. Nhà rất là rộng luôn. Để em sẽ chỉnh cái đầu cho các bạn. Đây rất là rộng luôn. Ở ngoài đây thì lại không nghe. Nhưng mà đặc biệt nãy ở cửa sau thì nghe tiếng cửa trước. Mà đến cửa trước thì nghe tiếng cửa sau. Phần đất và xăng của cái ngôi nhà khá là rộng. Và hầu như là cây cối nó bao quanh hết rồi. Không nhìn thấy được xung quanh ngôi nhà luôn. Ở đây y như một cái nấm mồi, rất là giống một cái nấm mồi luôn. Xây vào bên trong trời, phải đỡ chuối
em đang ở cái địa phận xa lạ, cái nhà nhớ rồi, thì hầu như là em đi ở địa phận xa lạ là không có người quen thân thích, không sao một mình đi khám phá. Đồ cúng này kia đồ là bị hết bung té lên hết. Không biết là quý vị khán giả đang xem video của Cảnh Tê có thấy được cái gì đó khác lạ hay là cảm nhận được cái điều gì oan ức của cái cô bé 18 tuổi bị cưỡng bức đến ra đi bởi cái sự mà không có chấp nhận cho cái tên biến thái đó thỏa mãn, thì liệu oan hồn cô gái ấy có còn hiện hữu ở tại ngôi nhà này hay không? Vì cái sự việc này xảy ra cũng khá là lâu rồi. Với Cảnh Tê khi không có sử dụng chương trình dò ma thì Cảnh Tê cũng giống như quý cô chú anh chị không thể nào thấy và biết được có hay không, chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan. Ngoài ra thì Cảnh Tê cũng như mọi người thôi, không phải là thằng thánh hay là một cái vị thầy bà gì cả. Ở đây là vôi, vôi này hồi trước là giữ hiện trường á, hồi nãy giờ em cũng quên chia sẻ với La Quy khán giả, hồi trước ở đây là một cái vũng máu cái nơi cô bé nằm và người ta phải ngưới vòi lên để dựng hiện trường và để mà cái gì tử thi á, khám nghiệm tử thi, đúng rồi, thì họ khám nghiệm tử thi và họ ấy vòi lên nên tới bây giờ vẫn còn giữ ở ngay cái vị trí này. Và cái đầu dài của cô bé ở đây vòi người ta ngưới, hồi đó họ gửi hết nguyên khu vực này luôn, vì đây là nguyên cái khu vực này là hiện trường của vụ án này. À, hôm trước thì cái vụ việc của cái cô bé kia cũng na ná với lại trường hợp này, nhưng mà em kể không có kỹ cho nên người ta nghe người ta hiểu lầm là vì sao lại mà cưỡng bức đến chết, mà thật sự thì không phải là cưỡng bức đến chết mà là trong lúc cưỡng bức thì cái người thực hiện hành vi tội bại họ sẽ dùng bạo lực để mà cho cái người bị cưỡng bức ấy, họ giữ im lặng hoặc là họ phải nghe theo và nằm im để cho mà họ thỏa mãn cái cơn thú tính của họ. Thì trong quá trình đó thì tất nhiên nạn nhân sẽ là người cựa quậy và chống cự, thì khi mà cựa quậy và chống cự như vậy thì sẽ làm tức điên cái tên bại hoại đó, thì sẽ gặp ngay cái tình trạng đó là dẫn đến ra đi mãi mãi. Đến những như thế nơi như thế này thì thực sự thì cái cảm xúc của mình cảm nhận về tâm linh cũng như là cảm nhận về cái sự việc đó, mình thấy rất là xót xa cho một cái người phụ nữ, một cô gái mới có 18 tuổi thôi, chưa biết gì hết đã phải ra đi rồi. Vì người đồng bào họ ít có khi mà cúng kiến nhang khói cài cao mộ luôn cũng gì nữa, họ cúng và họ làm lễ xong thì họ sẽ bỏ mã và họ không có lui tới nữa, cho nên là không thấy nhang đèn cúng kiến gì nhiều. Nhưng mà sự việc này khiến cho ba mẹ của cô gái khá là đau lòng, và người dân ở nơi đây, bà con ở đây còn không biết là ba mẹ của cô gái này đã đi đâu. Có nhiều người phỏng đoán là chắc có thể là đã đi đâu đó và tờ tờ rồi, cho nên là không gặp nữa. Cửa này thì bà con nói là trộm nó khui ra, nó khiêng ra, chứ cửa là phá là hết á, phá là hết rồi đi, chứ không có mà mở như thế này là do trộm nó khui thôi. Và sau này đồ là mấy cái người dân chơi họ vào đó họ tiêm chích này nọ đồ.
còn ba mẹ cô gái thì khá là đau lòng cho nên là đã đi nơi khác và không biết là đi đâu làm gì. Vừa qua thì Cảnh Tê đã khám phá và ghi hình cũng như chia sẻ với cả nhà về cái câu chuyện của gia đình này. Thì em không sử dụng chương trình dò ma tại đây vì cảm thấy cái câu chuyện này nó đã quá đau lòng rồi, và hiện tại mình không biết người thân người nhà của người ta ở đâu mà mình chia sẻ, mình quét lên người, khi người ta coi người ta đau lòng, cho nên thôi mình chỉ dừng lại ở mức khám phá thôi và sẽ dùng chương trình dò ma ở nơi khác. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video đến thời điểm này. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các video sau. Em Cảnh Tê xin chào và hẹn gặp lại.